Em uống nước dừa lắm quý vị, nhưng mà cũng không dám uống à. Tại vì khi mà uống một cái dừa đi tiểu thôi là không có thời gian để nghỉ, rất là thèm uống nước dừa, nhưng mà thời điểm bị bệnh như vậy không dám uống ạ. Và một buổi tối đi ngủ cũng vậy, nghĩa là đi toilet tiếp mà đi không nổi, ở xa quá nó không nằm ở trong phòng, bắt buộc là các bạn đi lấy cái bô để đi trực tiếp ạ. Đến đổi như vậy là các anh chị cũng rất là lâu không có, giống như là cũng không có gần ông xã thì cũng phải 5 tháng bệnh liên tục. Thì khi mà gần đó là trụng đi gần là không có làm gì được hết á. Trụng đi gần là bắt đầu mất tiểu rồi không thể làm được gì ạ. Và trong quá trình đó nghe thực sự rất là tủi thân, rất là tủi thân. Và cũng sau quá trình mà suốt như vậy á, là ông xã không được, bắt đầu là nghe bắt đầu mới có một cái động lực là khi mà bệnh con cũng không có thể ẩm được, hai đứa rất là nhỏ thèm ẩm con, thèm chăm sóc con, nhưng mà bản thân Nga tay không nhấc được, chân không nhấc được, thở không nổi. Và anh các anh chị nghĩ Nga ẩm con được không ạ? Chồng còn không gần được, lúc đó là Nga có một cái động lực là cố gắng. Nhưng mà động lực cũng không bao lâu, chương trình rất là nhiều giải pháp, đến lúc mà đây là chết đó các anh chị, đến lúc mà thấy mình nó tàn tâm bị bất lực, tủi thân, nghĩa là thấy mẹ phải lo cho mình, những người thân phải lo cho mình, con mình cũng không ấm được, chồng mình cũng không ở được, bắt đầu là Nga mới đòi với mẹ là thà cho Nga chết còn hơn để Nga sống. Thì lúc đó Nga đã chết đó, là lúc đó Nga đã dùng những sản phẩm chức năng ở ngoài đã rất là nhiều rồi, nhưng mà rất là mệt. Thì sau đó Nga biết tới bộ này, lúc đó là không còn điều kiện với anh chị. Thì lúc đó là nhà Nga mới vô tình biết được, thì mới mua về cho người nhà sử dụng. Thì khi người nhà sử dụng thấy khỏe thì Nga mới biết tìm cách để Nga trộn thôi. Khi nào Nga mệt đó thì Nga trộn một viên thuốc Nga sử dụng. Và cứ như vậy thì trong mỗi thời điểm mệt quá không thở được, mà càng uống thì càng mệt. Bắt đầu mới nói với mẹ thôi, để cho con chết còn hơn để sống mà con không ẩm con được, con không làm gì được. Mẹ Nga mới bắt đầu nói là con uống thuốc làm sao mà bây giờ cứ đòi chết như vậy đó, và con không cầu ơn trên này kia vậy. Thế Nga mới nói là uống thì mỗi lần rồi uống vậy mà như vậy sao, cái ông đó uống mà ông tiểu đường mà ông nằm một chỗ mà giờ tiểu đường ông cũng đầy, cái gì ông cũng đứng dậy được mà tại sao vậy. Cái má nói nếu như mọi uống khỏe mà con uống khỏe thì con uống nhiều vào. Bắt đầu là lúc đó là Nga má mới phân tích là người ta khi mà người ta đi bệnh viện người ta dùng dọc, có lúc mà Nga cấp cứu thì trong vòng 2 ngày thuốc tốn 70-80 triệu, sức là bình thường. Thì sau đó chị mới dần dần có giảm thuốc, thì con uống thực phẩm chức năng không chết, con cứ dập đi. Thì khi con dập thì con thấy con khỏe thì Nga cũng nghĩ vậy, nó sợ chết và Nga đi không nổi. Nga mới nghe câu chuyện của mẹ bắt đầu là thực sự nghiêm túc uống cho anh chị. Khi mà nghiêm túc uống, lúc mà Nga uống có khi mệt mà uống có một viên á là nó có càng mệt. Thì khi mà Nga hiểu rồi, Nga uống rồi á, uống tổng tấn công, Nga hiểu được uống tổng tấn công, uống ngày 4 viên, 8 viên, lúc Nga sợ chết. Nghĩa là uống để là mình cứu mạng mình thôi, chứ không biết là cái này nó có thể giúp cho mình được hay là không. Uống nghĩa là người ta nói là cái gì là gặp thầy, cái gì là mình liều tấn công. Thì nó có nói thật sự em uống rất là nhiều, em cứ dốc em liều uống, nghĩa là em không thèm đếm luôn. Ủa lúc đó là tại vì mình quá sợ rồi. Dạ. Thì lúc đó là Nga uống không cần đến đó. Thì sau quá trình mà Nga uống không cần đến đó, Nga không biết, không quan tâm gì đến bệnh mình nữa. Tự thấy mỗi ngày mình mỗi khỏe mà cũng không biết từ mình có một chút ngủ ngồi, đêm toàn là ngủ ngồi. Và mình thấy sẽ Nga cần người trợ tim rất là nhiều. Không biết lúc nào mà Nga mất đó một trăm triệu. Và sau khi mà Nga sử dụng thì Nga không biết từ lúc nào mà Nga được ngủ nằm hoàn toàn. Và cũng biết từ lúc nào mà từ cái mặt đi tiểu tiện á, từ một đêm bao nhiêu lần vậy, không biết từ lúc nào mà giờ cho tới giờ cũng vậy. Trước khi Nga đi ngủ, Nga đi ngủ một lần, và mang người sáng rồi sáng đi ngủ một lần. Nga chỉ cũng biết nói như thế nào mà nếu như là có gì đó thì các anh chị có thể một cái Nga một để Nga nói về cái bệnh của mình. Không phải là Nga chỉ có bệnh tim, hay là không phải Nga chỉ bệnh đi bị bệnh thận mà đái nhiều lần như vậy một đêm hay là một ngày. Nhưng mà có một cái lãnh đạo ở đây vừa mới ngồi ở ghế nhất mà vừa mới đi ra ngoài. Lúc nào cái vị lãnh đạo này cũng nói Nga là bà là siêu thị bệnh. Thì thực ra là Nga cũng biết hết, tại vì sao Nga bị cứu cổ mà từ bé các anh chị ạ. Bị cứu từ bé mà bị di truyền thưa mẹ ạ.
mà uống không biết cái bu cổ mình nó tan từ lúc nào em cũng không biết. Mà các anh chị biết nha, biết cái bộ gốc tới nay là 7 năm rồi, chưa một lần nha biết đi khám cái phụ khoa của mình là như thế nào ạ. Biết cái điều nhỏ nhất thôi nha, chắc hẳn là có tất thể các anh chị lãnh đạo ở đây đã từng sử dụng cái này và đã biết nó như thế nào đơn thuần thôi ạ. Nha rất là cảm ơn các anh chị đã lắng nghe những cái câu chuyện của Nga.